tòa lung lay xã hội, xử Tuyên Thành vì tội gì đây? 331 có thể thay cho tội vu khống hăng say nhiều người. Đã thế lại gào mồm lăng nhục, làm rối ren vẩn đục an ninh. Dân tình nhất loạt thất kinh, quan trên cũng bị yêu tinh rủa nguyền. 17 tháng trả đi trả lại, 5 rưỡi dòng trả lại trả đi. Cuối cùng cáo trạng rất kỳ, bao nhiêu tội lỗi bay đi đằng nào. Dân đen nếu chẳng may nói dại, ôi giời là quá hại đến thân. Đại gia chửi khắp xa gần, lăng nhục vu khống nhân dân khắp miền. Thế mà lại chỉ 331, các tội kia đột ngột mất tiêu. Hỏi ai chạy án rất siêu, hỏi che thân ấy bao nhiêu bạc vàng. Các bị hại ngỡ ngàng bật ngửa, giờ duy rồi gõ cửa nơi đâu. 10 người ngơ ngác nhìn nhau, tại sao ta lại khổ đau thế này. Tư cách bị nhập nhằng xác định, mở phiên tòa theo lệnh của ai. Mà tư cách xác định sai, vi phạm tố tụng thì tai hại rồi. Có ông Hiền vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao cung. Bữa giờ cũng khá mông lung, tại sao tư cách lung tung thế này. Tự ái nghiệp vốn là dân luật, lại là tay biên tập cừ khôi. Bất công với bản thân thôi, mà không lên tiếng còn nơi nào cần. Thế là ảnh quyết tâm phản biện, cùng luật sư khiếu kiện quan tòa. Báo to, báo nhớn tung ra, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Nếu tòa vẫn trơ ra xét xử, thì hiểu là ăn đủ no nê. Các ngành phè phỡn phù phê, hỡi ôi nén bạc đã che pháp đình. Nếu tòa trả hồ sơ xét lại, khôi phục bao bị hại vụ này, thì công lý chẳng lung lay, cán cân pháp luật tầm này vẫn nghiêm. Khách hãy đợi hồi sau sẽ rõ, chuyện còn dài, làng mõ vẫn đông. Bút nhiều dân mõ bẻ cong, nhưng nhiều ngòi bút vẫn không nản lòng. Nếu Tuyên Thành thoát luôn nhiều tội, lại thoát luôn bị hại rất đông, thì hàng trăm tỷ mất tong, cho dù có thắng cũng không vui gì.